Quý vị anh chị các bạn, hai thằng đi vào quán và ăn mì tôm ha. Đây đúng là mì tôm luôn quý vị anh chị các bạn. Mì có con tôm y bài luôn. Mà quý vị anh chị các bạn thấy không? Dù có mực nữa mà. Hello mọi người. Hai con tôm, ba con tôm. Từ nhỏ tới lớn em thấy tôm mì tôm hoành tráng ha. Ăn thử miếng mực ngon. Quên mời mọi người. Không. Xì nó dài chà bá luôn. Ui, xì nó dài à. Mà con thấy nó dài không? Trời ơi, nó dài. Chở cái gì đằng trước đằng kia với máy dài đằng kia cũng vậy, mình gặp nữa. Rồi giờ mình ăn nha mọi người nha. Rồi vẫn có máy gọi máy Mỹ. Nghe đã ra. Con được ăn tôm mì tôm có tôm rồi. Đấy là con được ăn tôm mì tôm có tôm rồi. Má tôm mì này không? Tô mì này không làm chục ngàn tô này. Ở nhà ta rồi. Đó. Ngon mà người, ngon. Nói gì? Ngon không? Thấy không? Ba ăn tôm, tôm mì ba ăn tôm, hai con mực. Mì tôm. Chưa đâu bán được. Chào mọi người nghe, em ăn cái rồi.